tôi là Vinh và sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em thêm một cái sản phẩm rất là phù hợp dành cho những anh em nào sửa chữa xe máy, ô tô hoặc là anh em thích sửa chữa gia đình. Đó là một cái bộ công cụ 130 mấy món đó, 136 món của hãng Woodpro, một sản phẩm rất là chuyên dụng dành cho những anh em nào sửa chữa luôn. Thì đây là một cái gọi là một cái ghế đa năng. Cái ghế này là ghế gọi là ghế sửa chữa. Khi mà anh em sử dụng cái ghế này, anh em hãy ngồi giống như mình, anh em có thể lê lết khắp nơi ở trong nhà, trong gara của mình để anh em làm việc. Và đặc biệt trong cái ghế này nó sẽ có những cái công cụ ở bên dưới rất là đã luôn. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem. Chuyển cam em ơi. Đây thì mình sẽ cho anh em xem. Hôm nay mặc cái quần xanh nó phù hợp với cái ghế này quá. Đây anh em thấy cái ghế này anh em có thể để chân như vậy để anh em có thể đẩy qua đẩy lại ha. Và ở đây là cái chỗ để chúng ta gác chân, đã không? Anh em có thể ngồi gác chân như thế này, thật sự rất là thoải mái. Rồi đây là cái phần của chúng ta, cái này nó lót được một tấm mềm mềm rất là thoải mái, và khi mà anh em xài anh em có thể gỡ lên, xong em có thể bỏ đồ bên trong đây, bỏ đồ bên trong cái ngăn này rất là rộng luôn. Rồi anh em có thể dùng cái phần phía trước này để chúng ta bỏ tu vít đây, đây những cái tu vít ha. Và khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta ngồi chúng ta hãy lấy ra chúng ta xài, xong rồi chúng ta cất lại. Ngoài ra chúng ta có thể để búa, để thêm những cái đồ khác ở chỗ này rất là tiện lợi luôn. Và khi chúng ta xài xong anh em cũng có thể bỏ dưới đây, quá đã ha. Rồi chúng ta sẽ có cái gì, đây là phần phía bên tay trái của mình, thì mình sẽ có một cái ngăn đựng đồ. Những cái đồ này là nó có sẵn của hãng đi theo cái bộ này luôn. Thì đầu tiên nó đã có một cái gì, một cái cây bộ lục giác gấp, một cây tu vít và một đống những cái đầu vít ở đây. Ở đây thì nó sẽ có năm cái đầu vít ở đây. Đây đó, đó ngon lành chưa, đã chưa. Rồi thêm những cái khóa, những cái khóa mở, đây những cái khóa mở đó. Rồi một cái kìm nhỏ nhọn, kìm mỏ nhọn. Thì nếu anh em mà sửa chữa xe máy xe hơi thì hay sử dụng kìm này để chúng ta lôi mấy cái sợi dây điện ra. Rồi đóng cái ngăn lại. Rồi phía bên đây, phía bên đây thì cái ngăn này thấp hơn. Thì ngăn bên đây nó sẽ có những cái đầu khẩu, những cái đầu khẩu, những cái đầu tiếp cần mở tự động. Đầu một phần này, một phần mấy đây, mình xem coi. Cái này nó thiết kế dướng khó lấy lắm nha. Đây. Thì đây là cái bộ của chúng ta. Bộ này thì nó là đầu, mình nghĩ nó là đầu 1/2. Đầu 1/2 nha anh em, 1/2 đầu lắc léo, đầu nói và thêm một cái đầu mở buji 16 đó. Anh em xài anh em bỏ vào đây, đương nhiên khi mình xài mình sẽ bung ra rồi chứ không để như vậy đó. Ngon lành chưa anh em, thấy đây là một cái ghế rất là đã, rất là sướng luôn. Ngồi rất là đã, rất là êm đít, và cũng là hãy kéo qua kéo lại đó, ngồi như thế này lâu lâu ngồi uống cà phê với nhau thoải mái quá đã. Xoay ở đây là tại vì cái sân của mình đang bằng thảm, anh em thấy xoay nó chưa có mượt ha. Còn nếu mà chúng ta xoay ở trên thân gạch hay gì đó thì còn ok nữa. Đó, anh em cầm thì lôi ra, hãy lôi đi. Và khi chúng ta không xài, chúng ta thì gấp gọn được một chỗ như thế này. Và nếu mà anh em không dùng nó thì anh em có thể sử dụng nó như là một cái ghế bình thường. Khi chúng ta ngồi, chúng ta nói chuyện với nhau, những anh em bạn bè đến cái gara của mình hay đến nhà của mình chơi, mình có thể lôi nó ra như một cái ghế để chúng ta ngồi uống nước. Và nếu anh em muốn đàm đạo về tool và công cụ thì chúng ta hãy lấy ra anh ta xem. Đây. quá đã. Đẩy ra. Đây là cái này mới nè. Đó, ngon lành chưa? Quá ngon luôn. Thì nguyên cái bộ như vậy giá bán của nó là bao nhiêu tiền? Cái này đang bán với giá là 2.802.000. 2.802.000 cho tất cả những cái này. Từ cái ghế đến tất cả những cái công cụ đi kèm theo. Hãng thì không có bán ghế rời nha anh em. Nên anh em có hỏi mình mua cái ghế rời không, mình không có bán, mình bán là nguyên như vậy nè, nguyên set nó vậy đó. Là chúng ta phải mua kèm. Thật ra nó bỏ nó vô để nó tăng thêm giá trị, nó bán có lời hơn. Nên là mình muốn nó bỏ riêng ra cũng khó lắm. 2.802.000 thì giá này bao gồm thuế và chưa gồm phí vận chuyển. Hàng này đang bán tại store 1, anh em hãy đến xem, chiêm ngưỡng và mua hàng. Địa chỉ cửa hàng mình là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại, thời gian làm việc anh em xem ở bên dưới ha. Đừng quên là một điều rất là quan trọng, đó là đăng ký kênh của mình. Chia sẻ video này cho anh em bà con họ hàng biết thêm. Và để không bỏ lại bất kỳ một video nào khác từ store 1, những chương trình khuyến mại rất là hấp dẫn. Cảm ơn em đã xem video. Tôi là Vinh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.